Anh em nha, mình đang có mặt ở chợ Chim Cảnh này. Hôm nay trời hơi bị mưa, âm u một chút. Có một số quán nước này thì có một số anh em cũng đang mang chim ra dượt, dượt một số trò màu nhé. Đây còn bên trong khu vực chợ này thì trời hôm nay sáng nay mưa khá là to, cho nên là anh em cũng không đông như phiên trước. Đấy, nhưng mà cũng một số những anh em vẫn đang mang chim ra đây chơi. Đấy. Con mai lên này à? Con kia bán rồi. Con này, này con ở con nhát anh chú. Con này cao chim quá rồi nha. Cao to ấy. Con nhăn nhát đi. Con này là con nhát đi. Nó vẫn để nuôi này. Nuôi này như đấy. Nuôi này như đấy. Con này được mà nhỉ, nhìn cao chim này, cao dài to chim, dài chim. À. Giờ vào trong khu vực chính của khu chợ này thì thấy mọi người cũng hôm nay trời mưa cho nên mọi người cũng không mang chim ra chơi nhiều như mọi khi, nhưng mà vẫn thấy một số những dòng chim anh em vẫn mang ra chơi. Ở ngay đây thì hiện tại là thấy có một số những con chim tiểu mi. Đây là con chim mi đất này các bạn này. Mi đất. Chim xanh này chim gì anh Trung nhỉ? Ông Hồng Hạnh ở dưới kia có một con Hồng Hạnh nó bán ở 30 kìa. Hồng Hạnh. Đây là một đôi khiếu bụi đầu đỏ nha anh em nha, khiếu bụi đầu đỏ. À, gáy. Gà rừng. Bà biết bà có mua không, bà nói gì? Một trống một mái à? Con gì? Gà. Bà quay cho ông ở nhà xem thôi. Lạnh à? Con ngủ để trong lồng kia bị ho mẹ rồi. Chiếp rồi. Có mày ở đâu mà bán? Ra mặc áo thôi. Con lồng vô ra kìa. Hoa mi. Dưới không thèm ăn rồi.
cho bà. À, no rồi nhỉ. Con vừa mua hay gì? Mang đi chơi. Mang chơi. Bà đếp đâu? Mì chiên. Bà con mốt để tay nhau mua đi. Về bắt mấy con bảo con tăng kia ở mua luôn con cám, mấy con cám nữa, vâng, bao tiền? Con gì? Khuyên. Tóm nó cái đuôi. Con có phải như thế này đâu? Hôm nay đây có những con hút mật. Anh em nào chơi hút mật thì ở đây có hút mật đây này. Đấy, hút mật. Ba trước thấy bắn rắn nhiều lắm nhờ. Bây giờ không có rắn rồi. Có. À, người khác về nhà lấy rắn rồi. Giáo. Con này là củ mang ạ. Con này là con nhện vơ, con nhện này cắn đứt trâu ấy. Mà nó lại làm thuốc. Làm thuốc, con này làm thuốc. Con này làm thuốc rồi tốt đây. Có màu cái con gì đó này, có màu phải ăn sâu nhiều. À. Cám đấy, cũng ăn cám đấy. Loại này nó ăn này. Đây có một con mi đất này, nhà khuyên này. Khuyên có màu ấy. Đâu? Có loại có màu còn thì hot ác lắm ấy. Hút mật. Khuyên có màu á? À. Không phải bố khuyên đấy. Đấy con này này, con này có màu này, con này này. Con này hot ác lắm. À. Đấy, nó hot đấy. Kiều. Nó khác khác con chim khuyên kia nhỉ? Hơi khác tí. Ờ, màu ấy. Con này là chim gì đại ca? Không biết của ai đấy, không phải của mình mà. Ừ. Con này thỉnh thoảng gặp đây nhỉ, không có chim gì. Chim này mình không được bán suốt gì. Ờ, chưa, vẫn thấy anh bán mấy lần rồi mà nhỉ. Cái con... tên không chỉ cháo màu thôi, nhưng mà nó nhiều loại lắm. À, con xanh kia là con chim gì? Đớp ruồi. Đớp ruồi à? Con này hot hay lắm. Lên mạng xem. Con kia, cho nó biết rắn được rồi. Con chung kia bán là... Con này cháu bán 30 thôi, không phải bán. Hôm nay mình bán được 150, con xanh này. Người không mổ xem thôi. Bán 30 là... Ê, con xanh này 30 á? Con này... Ừ. Con xanh này thì nó ăn gì? Ăn sâu nhưng mà... Sâu như cám nó ăn mà. Phải vào cám cho nó được mới được nhỉ? Ở đây thì có một số dòng chim. Đấy. Chè lửa, chè than, chim khuyên. Đấy. Anh em này. Đấy. Trước mắt anh em là con chim chi chi nhé. Chi chi màu. Đấy. Con này con gọi là con chi chi màu. Chim tiểu mi, chi chi màu. Hiện tại chi chi màu ở đây có giá khoảng 500-600 một con, chi chi màu. Chè lửa. Chè lửa ở đây thì có giá khoảng 300-350. Chè lửa, chè than. Đây thì thấy nhiều, rất nhiều chè lửa và chè than. Ở khu vực dưới này thì những con chim tiểu mi. Anh em chơi tiểu mi thì đây có tiểu mi rất nhiều. Ngũ sắc. Đây là những con chim ngũ sắc nhé. Ngũ sắc đây thì giá tầm 200 một con ngũ sắc. Con đực. Dưới kia chè than.
mồi. Trên kia có miếng trà màu, trà lửa. Đây là chim vành khuyên đây này. Bà bố bắt cho một con vành khuyên để nuôi. Hoặc là con hút mật đây này. Vành khuyên ăn cám ạ? Con nào cho ăn cám? Hút mật đây này. Đây, dưới này là ngũ sắc. Đây là chim ngũ sắc này cũng đẹp này. Bà bố bắt cho một con ngũ sắc. Ngũ sắc chỉ có 200.000 một con. Bà bố mua cho một con. Hẳn là một con chim to to như thế này. Con khiếu. Cháu chỉ thích con vành khuyên này thôi. Hẳn là mua con sáo. Ngũ sắc. Mua cho con sáo về để nó nói chuyện. Dưới kia khi nào ghét bố cứ bảo dạy nó nói. Không, con nào nó con tập quần binh. Đấy. Đây. Mới được một con lông nhắn cháy. À. Cho tập thì không bao giờ nó. À. Con tập quần binh đấy. Cái này vừa lấy một tuần đó chú. Con nó. Ừ. Đâu xem. Chim mỏng lông. Em mà nhỏ. À. Con kiểu chi chào màu của tập quần binh nữa này. Nghe nó hơi bị nổi. Con cháu tập quần binh. Con cháu mình. À, lên xem ha nào. À, nó còn nhát. Muốn còn nhát. Cái này vừa lấy bao tiền chú? Này mấy trăm. Mấy trăm luôn. Gọi là một chó. Ờ. Mình cũng lấy không của nó. Ờ thì con khiếu bụi đâu đó. Đấy. Ông nhìn thấy không? Để xa từ để xa ra tí. Bé, bé như con chim to hơn con chim sẻ. To to như con chim. Đây ông nhìn thấy đây rồi đúng không? Vâng. Thấy không? Có cái nhặt luôn. Vâng, ông thích lắm. Cho ông xem. Thank you.
con chim ban nãy cho ông xem ấy, người ta mua rồi đấy. Con chim nhỏ đẹp đấy. Vâng. Mấy con mái. Thế còn gì? Bác này bán xong đôi chim rồi, về rồi. Con này hơi lân lân, hơi đá lân. Quay đi, quay cả... cảnh đi, ra quay cá chứ, quay chim. Chết một con rồi. Chết hai con đó. Cá cờ lâu lắm rồi thấy nhỉ. Bây giờ con già đến bóng nhiều màu quá đi. Con kia đâu mà. Bây giờ trong ruộng mới có. Ngoài này bây giờ không có rồi. Kỳ lắm. Trước đây những con cá cờ to đuôi dài quá nhỉ. Bây giờ không còn rồi. Đấy cần là cái chai rơi ấy. Đổ. Đây chợ chim hôm nay em khá đông anh em đến tham quan. Trên này thấy khá nhiều anh em chăm chim này.